thôi đi, tôi yểm trợ cho anh. Chưa tới Tết mà sao lại đốt pháo sớm vậy chứ? Đâu có phải, hình như là tiếng súng đó. Tiếng súng giả thôi. Giả hả? Đâu phải vậy. Bắn lủng cánh cửa kìa. Hả? Sợ cái gì chứ? Chỉ là bể cửa thôi. Chú còn nguyên mà. Chú có hiểu tôi nói gì không? Ừ? Làm gì vậy? Nè nè nè, rách áo của tao rồi, rách áo tao rồi. Giả thôi mà, chú có đau không hả? Đau chứ. Như vậy chứng minh là họ đang thử thách chú đó. Sao họ không thử thách mày? Hả? Chú nói đúng, tụi mình chạy. Có súng không? Có sao? Chạy mau đi. Đóng cửa. Chụp nè. Chạy. Mơ cho nó đi, để nó sống không chừng có lợi hơn. Dạ. Hãy trượt xuống mau lên, tôi dẫn các anh tới căn nhà của tôi ở hồi trước. Ở chỗ này nè. Cái tay chú sao rồi? Đau lắm. Đại ca, sao có nhiều người rượt giết anh vậy? Anh có cái thù sao? Chuyện gì mà dữ vậy? Tôi đâu có biết được. Tôi đừng có nói nhiều nữa, vô trong nhà đi. Nè, làm gì vậy? Tinh thần của anh đang rất là rối loạn. Sao anh biết? Ngón tay tôi chạm vào đầu của anh là biết anh suy nghĩ cái gì. Chạm vào miệng của anh là biết anh ăn cái gì. Chạm vào bàn tay của anh là biết anh sợ cái gì. Nếu như tôi chạm vào... Ê, điên à. Anh ta tin đó. Qua. Ê, nè. Anh còn tới nhà tôi kêu tôi đã làm gì nữa chứ? Tôi đã bị phá sản rồi. Tôi ở dưới chân núi, anh kêu tôi làm gì nữa hả? Anh ở chỗ này hả? Nhà này là nhà của tôi đó, đâu phải là nhà của anh. Đại ca, ta đấy, lúc nãy có người kiếm giết tao, để tôi gọi điện thoại đã. Điện thoại này là của tôi.
cho mượn không được sao? Tầng dưới có tao muốn rồi, tôi ở trên tầng trên đó, ở trên cái điện thoại mà. Đừng mà, tôi không tin, là tôi không trả được chú. Nè, có tin tức của Long Vũ hay không? Cảm ơn nha, làm phiền các người. Cảm ơn. Kiếm được không? Được không? Đã kiếm khắp nơi không có thấy anh Ngũ. Hả? Cả ông Thượng Sơn cũng chết rồi. Chỉ có ông mới biết được địa chỉ của thằng bà. Chết rồi hả? Phải rồi. Tại sao nó lại theo dưới anh và Long Ngũ vậy? Anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Tôi có cách tìm được Long Ngũ, mà ông biết anh tin không? Tao biết, tao biết. Mày dùng thiên nhãn lòng. Sai rồi. Là thiên nhãn thông. Tôi thấy con quan bà, có chiếc xe đang tiến tới. Đúng rồi, Long Ngũ trong cái xe đó. Có hai người lấy cái bao chụp dưới đầu anh ta được khiêng đi. Tuy là anh Long Ngũ đã bị xỉu đi, nhưng mà vẫn giữ được phong độ lịch thiệp lắm. Ây da, thằng nào đánh đập? Là tôi, cái bao đó tên gì? Là Mộng. Là chỗ này. Ở đây rồi, vô đi. Vô đi. Sư huynh à, khoan. Gì? Bộ mặt của anh vàng hết rồi, biết không vậy? Đâu có đâu. Không phải tôi nói cái mặt của anh vàng đâu, mà cái mặt của anh bây giờ dễ bị người ta nhận ra. Vô đó là bứng dây động rừng đó. Đúng rồi. Hay là chúng tôi dùng đó trước nha. Nếu có chuyện gì chúng tôi sẽ la lớn lên. Được. Anh ở đây chờ. Biết rồi. Uống gì vậy? Anh có gì? Ở đây cái gì cũng có. Ngủ gia bị 24 vị sữa bích tai trộn vào, sau đó cho một cái trứng rùa khuấy đều lên và nhỏ thêm một vài giọt mực nữa, có không vậy hả? Có. Ở đây mỗi người ly, tôi đẩy. Dạ. Đây. Hả? Cho tôi ly cảm giác được rồi. Dạ được. Ok. Thế nào, anh cũng sao chứ? Ý Mộng. Ý Mộng, cô đi đâu vậy hả? Cô biết là tôi kiếm cô cực khổ lắm không vậy? Tôi không phải là Ý Mộng, anh nhìn lầm người rồi. Cô đừng có nói chơi vậy, cô phải là Ý Mộng vậy, cô lại đi. Tôi tên là Mộng La, và cái bi-bo này là của tôi đó. Cô thiệt phải là Ý Mộng hả? Cô không phải Ý Mộng thiệt hả? Tôi tưởng rằng chỉ có những người trai trẻ không có kinh nghiệm, họ mới dùng phương pháp cổ lỗ như vậy để làm quen với con gái. Thì không ngờ đàn ông lão thành như ông mà cũng còn dùng cách này để làm quen với con gái nữa chứ. Đâu phải, tôi đâu có như vậy. Chú lão thành hả? Tao lão thành. Mời ngồi, mời ngồi. Ờ, xin lỗi nha, có thế nào cho tôi coi dưới nách cô được không? Bấy lâu nay tôi cảm thấy khi người đàn ông có râu và có cái bụng phệ lớn hơn khoảng 40 tuổi mới là người có mùi đàn ông. Không có giống như những chàng trai thanh niên mặc áo sơ mi màu mè sặc sỡ, lại còn đeo đồng hồ có hình nữa, không có chút mùi vị đàn ông gì hết. Đúng như vậy rồi, đúng vậy. Nè, anh thích uống cái gì đó, để tôi đãi anh uống. Tôi muốn à. Nè, tôi uống. Anh hãy kêu giùm tôi 2 ly tequila đi. Làm ơn. Đi mau đi. Ờ. Ông à, ông muốn uống cái gì vậy? 2 ly tequila. Dạ. Tuyệt thế đại dâm tặc. Tôi cũng thích nghe ca nhạc. À, phải rồi, phải rồi. Cô Mộng La nói là không được khỏe ở trong mình, để ta đưa cô đi về trước nha. Mày ở lại đi, mày muốn làm gì thì mày làm á. Mày làm gì vậy? Muốn giật nghệ tôi. Người ta nói không phải là Mộng, là Mộng La đó mà. Có cái chữ Mộng là không có nên giật đâu. Ờ, Mộng gì là của mày hết sao? Vậy còn tao chỉ nằm mơ hay là sao hả? Năm nay tao đã 40 mấy tuổi rồi, mày phải biết là kính lão đắc thọ chứ. Nè, mày tránh ra đi. Tụi mình đi ha. Cẩn thận nha. Hey,